Hello, xin chào anh em. Bây giờ là 8 rưỡi nha anh em nhé. Cái cầu đầu làng mình đã bị ngập rồi. Và giờ là những anh em họ đi làm về đã ách tắc và phải chờ cái nước lũ xuống nha anh em nhé. Rất là đông. Và vợ mình đi làm mà mình phải ra để đón vợ. Ách tắc hai đầu cầu rất là đông anh em ạ. Ngồi hộp với tèo yên con này chạy xong nè kia họ để ăn. Lội sang được rồi anh em ạ. Nhưng mà xe máy đi là vẫn còn hơi ghê.